Ở đây là cầu Lê Văn Sĩ ha, bên đây là hướng đường Hoàng Sa một chiều chạy từ bên Tân Bình cho xuống cái cầu Thị Ngà, Nguyễn Thị Minh Khai. Đây là kênh Nghĩa Lộc Thị Ngà nè ha, kia là chùa Pháp Hoa. Rồi, đường Hoàng Sa cầu Lê Văn Sĩ nè nha. Rồi. Rồi cầu Lê Văn Sĩ bây giờ là đẹp quá ha, cây cối bông hoa. Rồi phía giao bên này là đường xa. Rồi đường xa là một chiều nha, chạy hướng từ Tân Bình, từ ngoài thì từ ngoài chỗ Thị Ngà vô cho tới cuối đường luôn ha, là lên cái đường Hoàng Việt và đây giờ chỗ cơ sở trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cơ sở 2 của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nha. Cơ sở 1 là trong đường 280 An Nhân Vương, quận 5. Rồi đây là bắt đầu đường của Lê Văn Sĩ ha. Rồi đoạn này là rộng ha. Rồi chỗ đây là chợ Nguyễn Văn Trỗi. Chợ Nguyễn Văn Trỗi thì là nằm trên đường Lê Văn Sĩ ha. Chứ không có nằm ở đường Lê Nguyễn Văn Trỗi ngoài kia. Sáng chủ nhật yên lành quá ha, chỗ này có bảng cho thuê nhà nữa nè, đường phố rất là rộng không kẹt xe gì hết. Rồi giao lộ với đường Trần Quang Diệu ha, giao lộ với đường Trần Quang Diệu, Lê Văn Sĩ và Trần Quang Diệu. Nguyên có tòa nhà này mà bỏ trống luôn ha, đủ chủ hay sao mà thấy trống trơn luôn. Rồi cái hướng này là bắt đầu đi vô còn quận 3 ha, xíu nữa là lên quận Phú Nhuận. Thank you.
Rồi đoạn này là Lê Văn Sĩ Phú Nhuận rồi nha. Lê Văn Sĩ Phú Nhuận rồi. Chỗ này cũng cho thuê quá trời luôn hả. Rồi đó là thấy cái tháp chuông á của nhà thờ Ba Chuông. Thực tế là nhà thờ người ta gọi là nhà thờ Đa Minh nha. Nhưng mà do cái nhà thờ này khi xây có ba cái chuông ở trên cái tháp á, ba cái tháp tầng á, thì người ta đặt lên là nhà thờ Ba Chuông luôn. Hôm nay là lễ Phục Sinh cho nên chủ nhật này rất là đông ha. Người ta gọi là Đa Minh Ba Chuông ha. Những người làm code, những người viết máy auto là phải chỉnh giờ đó. Rồi đi tiếp ha, ngay đây này là với Đặng Văn Ngữ ha. Đặng Văn Ngữ là bác sĩ ha. Bác sĩ khá nổi tiếng của người Việt Nam. Mắt của người xưa
của nhạc sĩ Hoài Linh đó nha. À, ngồi nhà cho thuê không nè, quá trời cho thuê nhà luôn. Rồi kế tiếp là giao lộ với đường Phạm Văn Hai ha. Phạm Văn Hai là chạy từ Cách Mạng tháng 8 lên cho tới đường Hoàng Văn Thụ. Rồi khu vực này trước đây người ta gọi là Lăng Trang Cả ha. Rồi phía trước đây là Lăng Trang Cả nha, giao với đường Bùi Thị Xuân, rồi võ Nguyễn Đồng Tuyển. Đây là cái vòng chơi Lăng Trang Cả nhưng mà trong chính xác Lăng Trang Cả là nằm dưới kia, còn chỗ này người ta gọi là vòng chơi Cộng Hòa, chỗ cầu vượt Cộng Hòa ha. Rồi hướng này là đường Hoàng Thụ lên, còn đây là Lê Văn Sĩ đi nha. Rồi đây là đầu đường của Lê Văn Sĩ giao với vòng chơi Lăng Trang Cả, khu vực Lăng Trang Cả chạy miết cho gặp tới cầu Lê Văn Sĩ rồi gặp Tần Quốc Thảo rồi đó.